Mặc dù cả nước vẫn đang trong thời gian cách ly toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên tại địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, dự án tòa nhà hỗn hợp N01T67 hay còn gọi là dự án tòa nhà Han Jardin vẫn cấp tập xây dựng. Theo ghi nhận, tại dự án có hàng chục công nhân vô tư làm việc. Các công nhân tại đây khi ra vào công trường không hề tuân thủ các giải pháp chống dịch tại cơ sở như kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn toàn thân, đồng thời khoảng cách giao tiếp làm việc không đảm bảo tối thiểu 2 mét, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Được biết, dự án tòa nhà Han Jardin do Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội là chủ đầu tư, nhà thầu thi công là liên doanh Công ty Cổ phần Thi công Cơ giới Xây lắp và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Landmark. Ngày 3 tháng 4, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Trong đó nêu rõ, công trình giao thông, xây dựng được tiếp tục hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch như đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng chống dịch, tuân thủ các biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp, giảm mức độ tập trung người lao động. Không đảm bảo các yêu cầu nêu trên thì phải dừng hoạt động. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định và công bố công khai loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình phải tạm đình chỉ hoạt động. Như vậy, theo ghi nhận của phóng viên, dù không đảm bảo công tác phòng chống dịch, nhưng tình trạng doanh nghiệp bất chấp chỉ thị 16 của Chính phủ vẫn diễn ra. Liệu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Tảo có lơ là, chủ quan, buông lỏng công tác tuyên truyền, chỉ đạo xử lý trong công tác phòng chống dịch COVID-19? Truyền hình Báo Điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.